Rồi tối rồi, ngoài bắt đầu bốn mấy rồi. Đâu coi gà lâu chín chưa? Gà lâu sắp chín chưa tôi dép? Chưa hả? Ừ. Đó, chưa. Đó, vô coi trong nhà bếp còn khén này. Khén giờ giỏi lắm là khúc rồi đó. Đâu, coi khén nó khúc cái gì đây? Nó khúc cái gì đấy ra. You don't need to stir it all the time. Không à, dây sần trai niêm hết á. Dây sần trai niêm rồi thở khúc hết trơn rồi. Không có. Trên đây nè. Ồ, này. Trai niêm thở khúc hết rồi. Đó. Cái dép nè, nó thở chấm đó. Đây bạn con khén, để chén. Rồi, rau cái này của chùa em ha, chùa em nó làm bánh mì nướng hả? Bánh mì á. Bánh mì á. Bánh á, làm cái hay á. This is a biscuit, right? Biscuit? Croissants? Huh? I think it's croissants. Oh, okay. Yeah. That's mac and cheese, I make mac and cheese. Mac and cheese. Oh, yeah. You make all that. Oh, okay. Rồi. Rồi cái này là món của mình lấy một khuôn mới biết. Ok, tôi xin giúp ba nha, để nó hết spe. Ok. Cái mèo nó muốn vô cái gì đó. Nó muốn vô thôi, ok. Nó thể tránh ra coi nghiên cứu gì đây. Đó, để chút quay nữa nha, để đồ ăn lên đàng hoàng mới quay mới mời anh chị em. Tôi giúp ba nha, giúp bạn.